Xin chào các em, trong chủ đề về tính chất và cấu tạo hạt nhân hôm nay thầy giới thiệu các em đề đề đại học năm 2011 ha. Nó có nội dung sau. Theo thuyết tương đối, một electron có động năng bằng một nửa năng lượng nghi của nó thì electron này chuyển động với tốc độ bằng bao nhiêu? Thì chúng ta biết theo công thức là động năng là V kẹp D này là bằng một nửa, tức là 1/2 năng lượng nghi A0 2 đó. Thì dẫn đến chúng ta sẽ có công thức là M từ M0 là nhân C bin đó, là bằng với 1/2 của M0 nhân C bin. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được nhân C bin vào đây thì M nhân C bin này từ M0 nhân C bin này sẽ bằng M0 C bin phần 2. Thì chuyển về qua thì chúng ta sẽ có ở đây là M C bin C bin C bin bỏ đi ha. Còn đây là đưa M0 qua bên này thì M sẽ bằng với 1/2 cộng với 1 sẽ là bằng 3/2 M0. Đó là quá trình biến đổi ra như vậy. Vậy từ đây rồi chúng ta cần tìm ra vận tốc, do đó chúng ta cần thể M M thành M0. Đây là M thì có công thức là bằng gì? M bằng M0 này chia cho gì? Chia cho 1 trừ cho B bin trên C bin là bằng với 3/2 M0. Từ đây chúng ta thể rút ra là 2/3 sẽ bằng với M0, M0 bỏ đi ha. Rồi 2/3 sẽ bằng với căn bậc 2 của 1 trừ cho B bin trên C bin. Bin phương 2 vế thì chúng ta sẽ có được 4/9 sẽ bằng với 1 trừ cho A bin trên C bin. Thì đó em thì chúng ta được là đưa A bin C bin qua bên này, còn bên này đổi ra 1 trừ cho A bin. Thì ở đây chúng ta cũng ta được A bin sẽ bằng 1 trừ 4/9 là chính là 5/9 C bin. Đây căn thái vế có vế sẽ bằng căn 5/3 nhân C, nó sẽ vào là căn 5/3 nhân với 3 nhân 10 mũ 8 thì sẽ có được đáp án 3. Ta nhập vào là con số 5 là căn 5 trên 3 nhân với 3 thì nó ra cũng được con nữa. Nhân với 10 mũ 8. Đây thực ra là bài này căn 5, căn 5 nhân 10 mũ 8 ấy. Do đó đơn giản nhất là chúng ta bấm căn 5 nữa là bao nhiêu thôi, là bằng 2,236 và 2,24. Về đáp án chúng ta vừa tìm ra nó cùng với đáp án D. Xin chào tạm biệt các em.